Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, một tỳ kheo Đức Vân. Phó thác thứ nhất phát tâm trụ. Thiện tài đồng tử đi đến nước Thắng Lạc, lên núi Diệu Phong. Trên núi đó quan sát đông tây nam bắc bốn hướng trên dưới để tìm cầu, khát ngưỡng muốn gặp tỳ kheo Đức Vân. Trải qua 7 ngày, gặp được vị tỳ kheo đó đang ở trên ngọn núi khác đi kinh hành từng bước từng bước. Thiện tài đồng tử đi về phương nam đến nước Thắng Lạc, lên đỉnh núi Diệu Phong. Trên núi đó thiện tài quan sát đông tây nam bắc bốn hướng trên dưới để tìm cầu tỳ kheo Đức Vân, rất khát ngưỡng muốn gặp tỳ kheo Đức Vân. Trải qua 7 ngày 7 đêm mới gặp được vị tỳ kheo đó đang ở trên ngọn núi khác đi kinh hành từng bước từng bước. Gặp rồi bèn đi đến đảnh lễ dưới chân vị tỳ kheo đó, đi nhiễu bên phải 3 vòng, bèn đứng lại ở trước mà nói rằng: Bạch Đức Thánh, con đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát hạnh, cho đến nên làm thế nào để sớm được viên mãn hạnh phổ hiền. Còn nghe Đức Thánh khéo dạy dỗ, xin hãy từ bi vì con mà nói, Bồ Tát làm thế nào mà được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện tài đồng tử gặp tỳ kheo Đức Vân rồi, bèn đi đến trước mặt, đảnh lễ dưới chân vị tỳ kheo đó, đi nhiễu bên phải 3 vòng, bèn đứng lại ở trước mặt tỳ kheo Đức Vân mà nói rằng: Bạch Đức Thánh, con sớm đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà con chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát hạnh, cho đến nên làm thế nào để sớm được viên mãn đại hạnh phổ hiền. Còn nghe Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi giới thiệu về Đức Thánh khéo dạy dỗ, xin ngài hãy từ bi vì con mà nói, Bồ Tát làm thế nào mà được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là thiện tài đồng tử bắt đầu tham vấn 53 vị thiện tri thức. Vị thứ nhất là tỳ kheo Đức Vân. Đây là Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi giới thiệu ngài đi đến tham vấn tỳ kheo Đức Vân, chứ chẳng phải ngài tự đi. Hoặc lại nói, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi chẳng có đạo đức lớn, không thể dạy dỗ tôi, cho nên tôi đi đến lại tỳ kheo Đức Vân làm thầy. Thiện tài đồng tử chẳng như thế, đây là mệnh lệnh của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, kêu ngài đi gần gũi tỳ kheo Đức Vân, thỉnh giáo tầm sư học đạo. Nhưng người Trung Quốc đều hay hồ đồ nói, thiện tài đồng tử tham vấn 53 vị, còn tôi thỉnh giáo tới 54 vị cũng không nhiều. Bởi nói như vậy làm cho Phật giáo đại loạn, ai cũng đều tranh lấy đệ tử, tranh đoạt đệ tử của người khác mà dạy họ nói, quý vị phải tham vấn sư, phải quy y lại. Như vậy là lấy bậy truyền bậy, lấy mù dẫn mù, khiến cho người quy y cho rằng quy y càng nhiều thì càng tốt, quy y nhiều thì tiêu nghiệp chướng. Cuối cùng tiêu trừ được bao nhiêu nghiệp chướng họ cũng chẳng biết, tức là hồ đồ trong sự hồ đồ. Đây gọi là mơ hồ truyền mơ hồ, cho nên Phật giáo Trung Quốc thật là đáng thương xót. Bấy giờ tỳ kheo Đức Vân bảo thiện tài rằng: lành thay thiện nam tử, con đã phát được tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại hay thừa hỏi các hạnh của Bồ Tát, những việc như vậy là khó trong sự khó. Lúc đó, tỳ kheo Đức Vân bảo thiện tài rằng: lành thay thiện nam tử, con đã phát được đạo tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại hay thừa hỏi các hạnh của Bồ Tát tu, con thành tâm như vậy thật là một sự việc khó trong sự khó. Hiện tại còn làm được, thật là khó làm mà làm được, khó nhẫn còn cũng nhẫn được, khó tu còn cũng tu được, con thật là một vị tu hành tốt ở trong Phật giáo. Đó là cầu hạnh Bồ Tát, cầu cảnh giới Bồ Tát, cầu đạo xuất ly của Bồ Tát, cầu đạo thanh tịnh của Bồ Tát, cầu tâm thanh tịnh rộng lớn của Bồ Tát, cầu thành tựu thần thông của Bồ Tát, cầu thị hiện môn giải thoát của Bồ Tát, cầu thị hiện sở tác nghiệp thế gian của Bồ Tát, cầu tâm tùy thuận chúng sinh của Bồ Tát, cầu môn sinh tử niết bàn của Bồ Tát, cầu quan sát hữu vi vô vi của Bồ Tát mà tâm không chấp trước. Đó là: một, không dễ gì cầu được hạnh Bồ Tát mà con cũng cầu được. Hai, không dễ gì cầu được cảnh giới Bồ Tát, con cũng cầu được. Ba, không dễ gì cầu được đạo xuất ly của Bồ Tát, con cũng cầu được. Bốn, không dễ gì cầu được đạo thanh tịnh của Bồ Tát, con cũng cầu được. Năm, không dễ gì cầu được tâm thanh tịnh rộng lớn của Bồ Tát, con cũng cầu được. Sáu, không dễ gì cầu được thành tựu thần thông của Bồ Tát, con cũng cầu được. Bảy, không dễ gì cầu được thị hiện môn giải thoát của Bồ Tát, con cũng cầu được. Tám, không dễ gì cầu được cảnh giới thị hiện tất cả sở tác nghiệp nơi thế gian của Bồ Tát, con cũng cầu được, tức sự nghiệp tùy thuận. Chín, không dễ gì cầu được tâm tùy thuận chúng sinh của Bồ Tát, con cũng cầu được, mà theo cờ tùy thuận.
Mười không dễ gì cầu môn sinh tử Niết Bàn của Bồ Tát con cũng cầu được. Do đó, chẳng trụ Niết Bàn là môn sinh tử, chẳng trụ sinh tử tức môn Niết Bàn. 11. Không dễ gì cầu quán sát hữu vi và vô vi của Bồ Tát mà trong tâm không chấp trước, nhưng con cũng cầu được đạo lý thấu rõ chẳng một chẳng khác. Trong tâm chẳng chấp trước, tức cũng là sớm sẽ được đầy đủ đại hạnh của Phổ Hiền. Thiện nam tử, ta đắc được lực, tự tại quyết định giải, mắt tin thanh tịnh, trí huệ quang minh chiếu sáng. Thiện nam tử, ta đắc được tam muội thắng giải, quán cảnh tự tại, tác dụng tự tại, trí quyết định, tin không do dự. Mắt tin của ta thanh tịnh, thấy rõ phân minh, trí huệ quang minh quyết định của ta chiếu sáng tất cả. Quán khắp cảnh giới, lìa khỏi tất cả chướng ngại, khéo léo quan sát, mắt sáng thấu triệt khắp, đầy đủ hạnh thanh tịnh. Khi đến mười phương tất cả cõi nước, cung kính cúng dường tất cả chư Phật, thường niệm tất cả chư Phật Như Lai, tổng trì chánh pháp của tất cả chư Phật, thường thấy tất cả chư Phật mười phương. Ta dùng mắt tin để quan sát khắp tất cả cảnh giới, để khỏi tất cả chướng ngại và tất cả các cái các thù. Ta khéo léo quan sát tất cả sắc tướng, dùng mắt tin quán khắp cảnh giới tận cùng như pháp giới. Cảnh giới gì ta cũng đều nhận thức được đầy đủ hạnh thanh tịnh. Ta có thể đi đến mười phương tất cả cõi nước, cung kính cúng dường tất cả chư Phật, lại hay thường niệm danh hiệu tất cả chư Phật Như Lai, tổng trì chánh pháp của tất cả chư Phật, thường thấy tất cả chư Phật mười phương. Đó là ở phương Đông thấy một Đức Phật, hai Đức Phật, mười Đức Phật, trăm Đức Phật, ngàn Đức Phật, trăm ngàn Đức Phật, ức Đức Phật, ngàn ức Đức Phật, trăm ngàn ức Đức Phật, na do tha ức Đức Phật, trăm na do tha ức Đức Phật, ngàn na do tha ức Đức Phật, trăm ngàn na do tha ức Đức Phật, cho đến thấy vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả từ, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết Đức Phật, cho đến thấy các Đức Phật nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phủ Đề, các Đức Phật nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, các Đức Phật nhiều như số hạt bụi ngàn thế giới, các Đức Phật nhiều như số hạt bụi hai ngàn thế giới, các Đức Phật nhiều như số hạt bụi ba ngàn thế giới, các Đức Phật nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, cho đến các Đức Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, như ở phương Đông, phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Đó là ở phương Đông thấy một Đức Phật, hai Đức Phật, mười Đức Phật, trong Đức Phật, ngàn Đức Phật, trong ngàn Đức Phật, ức Đức Phật, ngàn ức Đức Phật, trăm ngàn ức Đức Phật, na do tha ức Đức Phật, trăm na do tha ức Đức Phật, ngàn na do tha ức Đức Phật, trăm ngàn na do tha ức Đức Phật, cho đến thấy vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết Đức Phật, cho đến thấy các Đức Phật nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phủ Đề, các Đức Phật nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, các Đức Phật nhiều như số hạt bụi ngàn thế giới, các Đức Phật nhiều như số hạt bụi hai ngàn thế giới, các Đức Phật nhiều như số hạt bụi ba ngàn thế giới, các Đức Phật nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, cho đến các Đức Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, như ở phương Đông, phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Trong mỗi phương hết thảy chư Phật đủ thứ sắc tướng, đủ thứ thân hình, đủ thứ thần thông, đủ thứ du hí, đủ thứ chúng hội đạo tràng trang nghiêm, đủ thứ quang minh vô biên chiếu sáng, đủ thứ cõi nước, đủ thứ thọ mạng, tùy thuận đủ thứ tâm ưa thích của chúng sinh mà thể hiện đủ thứ môn thành chánh giác ở trong đại chúng mà làm sư tử hống. Trong mỗi phương hết thảy chư Phật đều dùng đủ thứ sắc tướng, đủ thứ thân hình, đủ thứ thần thông, đủ thứ du hí, đủ thứ chúng hội đạo tràng trang nghiêm, dùng đủ thứ quang minh vô biên chiếu sáng tất cả, đủ thứ cõi nước, đủ thứ thọ mạng, tùy thuận đủ thứ tâm ưa thích của chúng sinh mà thể hiện đủ thứ pháp môn thành chánh giác, thành Phật. Ở trong đại chúng mà sư tử hống thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, thiện nam tử, ta chỉ đắc được pháp môn nghĩ nhớ tất cả cảnh giới chư Phật trí huệ quang minh thấy khắp, đều thể biết rõ vô biên hạnh môn trí huệ thanh tịnh của các đại Bồ Tát. Thiện nam tử, ta chỉ đắc được pháp môn nghĩ nhớ tất cả cảnh giới chư Phật, dùng trí huệ quang minh thấy khắp tất cả chư Phật, ta đâu thể nào biết rõ vô biên hạnh môn trí huệ thanh tịnh của tất cả các đại Bồ Tát. Trong đại trí độ luận có nói, Bồ Tát dùng Bát Nhã Ba La Mật làm mẹ, Bàn Trù Tam Muội làm cha, đường Phật mới thành thắng hạnh khác. Cho nên pháp niệm Phật là đạo thượng thánh hạ phàm cùng tu, là pháp bậc trí kẻ ngu đều tu hành, nhờ vào sự chuyên nhất và Phật lực nên đắc được lợi ích thủ thắng vượt qua các pháp môn khác. Ở trong kinh Đại Tập có nói, thể mạt pháp người tu hiếm người đắc đạo,
chỉ có nương vào niệm Phật mới vượt qua được sinh tử. Đó là môn niệm Phật trí quang chiếu khắp, vì thường thấy tất cả cõi nước chư Phật đủ thứ cung điện đều nghiêm tịnh, môn khiến cho tất cả chúng sinh niệm Phật, vì tùy tâm ưa thích của các chúng sinh đều khiến cho thấy Phật được thanh tịnh, môn khiến cho an trụ lực niệm Phật, vì khiến cho nhập vào trong mười lực của Như Lai, môn an trụ pháp niệm Phật, vì thấy vô lượng Phật lắng nghe pháp, môn niệm Phật chiếu sáng các phương, vì đều thấy biển chư Phật trong tất cả thế giới đồng nhau không khác biệt, môn niệm Phật vào không thể thấy xứ, vì đều thấy việc thần thông tự tại của chư Phật trong tất cả cảnh vi tế, môn niệm Phật trụ nơi các kiếp, vì trong tất cả kiếp thường thấy các việc làm của Như Lai không tạm bỏ, môn niệm Phật trụ tất cả thời, vì nơi tất cả thời thường thấy Như Lai cùng ở gần gũi chẳng xa lìa, môn niệm Phật trụ tất cả cõi, vì tất cả cõi nước đều thấy thân Phật vượt qua tất cả không gì bằng, môn niệm Phật trụ tất cả đời, vì tùy sự ưa thích nơi tâm mình thấy khắp các Như Lai ba đời. Đó là pháp môn niệm Phật trí huệ quang minh chiếu khắp, vì thường thấy cảnh giới tất cả cõi nước chư Phật đủ thứ cung điện đều trang nghiêm thành tịnh, lại có pháp môn khiến cho tất cả chúng sinh niệm Phật, vì tùy thuận tâm ưa thích của các chúng sinh đều khiến cho họ thấy được Phật mà đắc được diệu đạo thanh tịnh vô vi, lại có pháp môn niệm Phật khiến cho chúng sinh an trụ vào trong mười lực của Phật, vì khiến cho chúng sinh chứng nhập vào trong mười lực của Như Lai, lại có pháp môn niệm Phật khiến cho chúng sinh an trụ vào trong Phật pháp, vì thấy được vô lượng Phật lắng nghe chánh pháp, lại có pháp môn niệm Phật chiếu sáng các phương, vì hoàn toàn đều thấy được biển chư Phật trong tất cả thế giới đồng nhau không khác biệt, lại có pháp môn niệm Phật chứng nhập không thể thấy xứ, vì đều thấy được việc thần thông tự tại của chư Phật trong tất cả cảnh giới vi tế, lại có pháp môn niệm Phật trụ trong tất cả kiếp, vì trong tất cả kiếp thời gian lâu dài thường thấy các việc làm của Như Lai không tạm bỏ, lại có pháp môn niệm Phật trụ vào tất cả thời, vì tất cả thời thường thấy Như Lai cùng ở gần gũi chẳng xa lìa, lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi tất cả cõi Phật, vì trong tất cả cõi nước đều thấy thân Phật tướng tốt quang minh vượt qua hết thảy tất cả không gì sánh bằng, lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi tất cả đời, vì tùy sự ưa thích nơi tâm mình thấy các cảnh giới các Như Lai ba đời, môn niệm Phật trụ tất cả cảnh giới, vì khắp trong tất cả các cảnh giới thấy các Như Lai thứ lớp thị hiện, môn niệm Phật trụ tịch diệt, vì ở trong một niệm thấy tất cả cõi tất cả chư Phật thị hiện niết bàn, môn niệm Phật trụ xa lìa, vì ở trong một niệm thấy tất cả chư Phật từ chỗ ở mà ra đi, môn niệm Phật trụ rộng lớn, vì tâm thường quan sát mỗi mỗi thân Phật đầy khắp tất cả các pháp giới, môn niệm Phật trụ vi tế, vì nơi đầu sợi lông có bất khả thuyết Như Lai xuất hiện đều đến chỗ Phật mà thừa sự, môn niệm Phật trụ trang nghiêm, vì trong một niệm thấy tất cả cõi đều có chư Phật thành đẳng chánh giác hiện thần biến, môn niệm Phật trụ năng sự, vì thấy tất cả chư Phật xuất hiện thế gian phóng trí huệ quang chuyển bánh xe pháp, môn niệm Phật trụ tâm tự tại, vì biết tùy theo hết thảy sự mong muốn của tâm mình tất cả chư Phật hiện hình tượng, môn niệm Phật trụ nghiệp mình, vì biết tùy theo sự tích tập nghiệp của chúng sinh hiện hình tượng khiến cho họ giác ngộ, môn niệm Phật trụ thần biến, vì thấy Phật ngồi hoa sen rộng lớn khắp cùng pháp giới mà nở ra, môn niệm Phật trụ hư không, vì quán sát hết thảy thân mây của Như Lai trang nghiêm pháp giới hư không giới, lại có pháp môn niệm Phật trụ tất cả cảnh giới, vì khắp trong tất cả các cảnh giới thấy các Như Lai thứ lớp thị hiện thành Phật, lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi tịch diệt, vì ở trong một niệm thấy tất cả cõi và tất cả chư Phật thị hiện niết bàn, lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi xa lìa, vì ở trong một niệm thấy tất cả chư Phật từ chỗ đạo tràng của mình ở mà ra đi, đi đến đạo tràng thế giới khác, lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi rộng lớn, vì tâm thường quan sát mỗi mỗi thân Phật đầy khắp tất cả các pháp giới không thiếu không thừa, lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi vi tế, vì nơi đầu một sợi lông có bất khả thuyết Như Lai xuất hiện đều đi đến chỗ các ngài mà thừa sự lễ bái, lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi trang nghiêm, vì ở trong một niệm thấy tất cả cõi đều có chư Phật thành đẳng chánh giác thị hiện thần thông biến hóa, lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi năng sự, vì thấy tất cả chư Phật xuất hiện nơi thế gian phóng trí huệ quang minh chuyển bánh xe pháp, lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi tâm tự tại, vì biết tùy theo hết thảy sự mong muốn của tâm mình tất cả chư Phật thị hiện hình tượng, lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi nghiệp mình,
Vì biết tùy thuận sự tích tập nghiệp của tất cả chúng sinh mà hiện hình tượng, thọ đủ thứ quả báo khiến cho họ giác ngộ mà thoát khỏi ba cõi, lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi thần biến. Vì thấy Phật ngồi hoa sen rộng lớn nở ra khắp cùng pháp giới, để vì chúng sinh thuyết pháp, lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi hư không, vì để quan sát hết thảy thân mây của Như Lai trang nghiêm đầy khắp pháp giới hư không giới, mà ta làm sao biết được, nói được hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ở phương Nam có nước tên là Hải Môn, ở đó có vị tỳ kheo hiệu là Hải Vân. Người hãy đi đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Ta chỉ đắc được pháp môn niệm Phật như đã nói ở trên, làm sao ta biết được, nói được hạnh công đức của Bồ Tát tu hành? Thiện nam tử, ở phương Nam có một nước tên là Hải Môn, ở đó có vị tỳ kheo thánh nhân hiệu là Hải Vân. Vị tỳ kheo đó lấy sự quán biển làm pháp môn, dùng phổ nhãn pháp vân thấm nhuận tất cả tâm ý mây từ bi sâu rộng. Thiện nam tử, ngươi hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học hạnh của Bồ Tát tu hành và đạo của Bồ Tát tu hành. Tỳ kheo Hải Vân có thể phân biệt nói phát khởi nhân duyên căn lành rộng lớn. Thiện nam tử, tỳ kheo Hải Vân sẽ khiến cho ngươi, và bậc trợ đạo rộng lớn sẽ khiến cho ngươi sinh sức căn lành rộng lớn, sẽ vì ngươi nói nhân phát tâm Bồ Đề, sẽ khiến cho ngươi sinh thừa quang minh rộng lớn, sẽ khiến cho ngươi tu ba la mật rộng lớn, sẽ khiến cho ngươi vào các biển hạnh rộng lớn, sẽ khiến cho ngươi viên mãn bánh xe thệ nguyện rộng lớn, sẽ khiến cho ngươi thanh tịnh môn trang nghiêm rộng lớn, sẽ khiến cho ngươi sinh sức tử bi rộng lớn. Tỳ kheo Hải Vân có thể vì ngươi phân biệt giải nói kỹ càng, khiến cho ngươi phát khởi nhân duyên căn lành rộng lớn. Thiện nam tử, tỳ kheo Hải Vân sẽ khiến cho ngươi chứng nhập vào bậc trợ đạo rộng lớn, sẽ khiến cho ngươi sinh ra sức căn lành rộng lớn, sẽ vì ngươi nói nhân phát tâm Bồ Đề, sẽ khiến cho ngươi sinh Phật thừa quang minh rộng lớn, sẽ khiến cho ngươi tu pháp môn ba la mật đến bậc kia rộng lớn, sẽ khiến cho ngươi chứng nhập vào các biển hạnh rộng lớn, sẽ khiến cho ngươi viên mãn bánh xe pháp thệ nguyện rộng lớn, sẽ khiến cho ngươi thanh tịnh môn trang nghiêm rộng lớn, sẽ khiến cho ngươi sinh sức tử bi rộng lớn. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ tỳ kheo Đức Vân, đi nhiễu bên phải quán sát rồi từ tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ dưới chân tỳ kheo Đức Vân, nằm thể sát đất, sau đó đi nhiễu bên phải tỳ kheo Đức Vân, quán sát đức hạnh của tỳ kheo Đức Vân và từ biệt mà đi, đi đến tham kiến vị thiện tri thức thứ hai.